Giờ chỉ giữ được cái đó thôi chứ gì đâu đúng không? Đúng rồi. Đây nè. Mua xin kiên Đắk Lắk nè. Nó đậu còn hơn là sung luôn. Đáng khiếp nó quá. Dễ chăm hơn Thái nhiều luôn. Dễ đấy. Hơn. Đấy nè. Đây. Thái màu lớn nữa. Mua xin kiên Phước An Cà Đông Bắc. À, thị trấn Phước An Cà Đông Bắc nè, bạn thấy nè. Thấy mà khiếp quá đúng không? À. Trái nó nứt cuốn rồi. À, làm gì hết trái này được, cái này thì bỏ trái này đi. Thầy chưa có công vặt thôi. Anh lo anh chặn đọt cái Thái không là đó mà mệt xỉu rồi. Thấy này. Đấy. 7 trái mà trái nào cũng tròn hết. Mà mua sinh kiên mà để mà ăn có thù bắn chéo không? Có quét qua lại không? Có. Quét qua lại. Có Thái nữa là quét bỏ đám tròn thôi. Nè. Và quét Thái chung luôn á. Quét Thái chung hết. Tại vì nó nằm trong ruột Thái mà. Nên phải quét có phán Thái rồi. Phán Thái vô là đẹp, tròn nè. Không nói gì, không nghi ngờ gì nữa hết. Và như Hiệp nói là cái mua sinh kiên này nó rất là dễ. Nó thần thánh vậy đó. Cái trái này cần liệm đẩy ra ngoài không rồi bỏ kịp vậy đó. Bỏ đại trong đây đi anh, không sao đâu. Mong nó có nắm ở đây không? Không đâu. Để đây nữa làm hữu cơ luôn. Anh làm kho ở Đồng Nai hả? Ừ, kho Đồng Nai. À. Em kia về lái với sầu riêng này em quan hệ cũng nhiều lắm á. Để em cho lính em sẽ lấy điện thoại ảnh. Có gì liên hệ chỉ qua lái qua. Bắt hàng nhẹ nhẹ tay chút xíu là được rồi. Thấy sợ không? Sợ chưa? Ba cổ trái luôn mà nó vẫn tròn hết. Đó. Có gì khó đâu, đúng không? Thụ vẫn chéo thôi là ok thôi, có gì khó đâu. Yêu cầu bà con làm cho mình ra bông đạt cái đi. Rồi trái nó tất yếu là phải đẹp thôi. Khi mà mình thụ vẫn chéo. Nè. Đó. Rồi, ok. Với chỉ thử con thử cái cây gì mà nụ cá nó to như trong banh rồi không biết cái sầu gì hết á. Cái này hả? Giờ đâu có biết cái sầu gì. Đây, coi nhìn nè. Đó. Thấy không? Chung với Thái này là 20 cây chung với Thái là nó tròn như thế này hết. Quét phẳng Thái thôi là được. Của mình là giỏi tại là nó xấu là do gió thôi chứ thật sự là những lá mình rất là ok, mình chăm rất là tới mà. Này. Một cái Đắk Lắk này anh đậu như sung à. À, một cái Đắk Lắk đây. Đó, nhánh sát ở dưới nó đậu. Nó đậu mạnh hơn là ghi sáu và món thon luôn nha. Nhánh sát ở dưới rồi còn thấy nó đậu nè. Trái này chừa lại. Cái này chừa lại, cái này đẹp. Miền Tây đang góc rồng với cái mua sinh kim này. Đó. Tại vì không ngành kỹ thuật thôi. Thứ hai đó là mình không có quét thủ khoáng chéo được. Thì do là miền Tây mình trồng là trồng một loại không mà ít có để trồng là dự phòng để mình khi mà mình quét con thủ khoáng chéo. Đó, bây giờ có thủ khoáng chéo là bảo đảm bằng con mình đây. Nó trồng đó. Đấy. Có thời gian đâu mà lạc đúng rồi, 2 ngày đi chặn đòn cử rồi, 2-3 ngày chặn đòn cử rồi. Giữ mấy chục tấn Thái đây không giữ nổi nữa đó mà. Lá già lá kia hết thời gian. Đúng rồi, anh giữ mấy chục tấn Thái rồi đã mệt rồi. Cái này mà tiễn trái mấy trái méo lên cái nó đẹp cực kỳ luôn. Chín mọc luôn. Mà anh Dũng giỏi chứ anh chăm mấy trăm cây này. Con xin kia này hàng đóng không đấy. Nè. Đấy ha. Mà con cứ yên tâm gì mua xin kiên nha. Đấy. Thụ vẫn chéo vô là đậu gì thế này hết. Đấy. Rồi, ok ha. Mua xin kiên Phước An. Cà Đông Bắc Đắk Lắk. Đấy. Không có thời gian tiễn trái luôn, giờ nó cứ để tự nhiên hết, nó vẫn tròn hết. Đó. Ok. Ok. Ừ. Như là cái nào như cái nấy. Đấy. Cái này trái bự hơn nè. Mà đọt nó ra luôn nè nha. Đọt nó ra phúng hết nè. Đọt ra phúng tua hết. Ừ. Trái trong rồi con nhìn nè. Đó. À. Chung quy lại là Thái nó dễ hay là mua sinh kiến nó dễ. Đó. Còn nhận định cho mình. Comment dưới video cho mình ha. Đấy. Cho mình xin một comment dưới video là chung quy lại là mua sinh kiến dễ hay là Thái nó dễ. Chứ ở đây là chủ vườn anh Dũng nó là mua sinh kiến rất là dễ. Cái loại này nó để phát lạc đầu hết. Gió hỏi cần trụ nè, trụ nó không bê tông á chứ trụ trọng đất đâu. Rồi, ok.